điều gì xảy ra nếu mà chúng ta uống trà sữa mỗi ngày có lẽ món trà sữa là một món khoái khẩu của rất nhiều người và đặc biệt là đối với giới trẻ tuy nhiên thì nếu như chúng ta uống nó hàng ngày thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta hay không thì trong video ngày hôm nay dược sĩ hiếu sẽ chia sẻ với các bạn điều gì xảy ra khi chúng ta uống trà sữa mỗi ngày trước khi trả lời cho câu hỏi thì chúng ta hãy cùng phân tích xem một ly trà sữa thì nó có những thành phần nào đầu tiên thì chúng ta nói đến cái calo trong ly trà sữa thế thì một ly trà sữa mà dạng trung bình thường nó cung cấp khoảng từ 200 đến 300 calo nếu như cái ly cỡ lớn thì nó khoảng từ 500 calo một người trung bình của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta tiêu thụ khoảng 200 đến 200 rưỡi calo thôi thì tùy thuộc vào mức độ hoạt động của cơ thể của chúng ta thứ hai là hàm lượng đường trong cái ly trà sữa Thường thì trong một ly trà sữa nó có khoảng từ 30g đến 50g đường. Tức là nếu mà cơ thể của chúng ta mỗi ngày cần khoảng 50g đường thôi, nghĩa là chúng ta uống một ly trà sữa thì đã đủ cái lượng đường cần thiết cho cơ thể của chúng ta rồi. Trong khi là hàng ngày chúng ta đang sử dụng rất nhiều nguồn từ nguồn đường khác nhau nữa. Vì vậy nếu như mà chúng ta đã uống một ly trà sữa thì gần như là lượng đường của chúng ta nó bị dư thừa trong cơ thể của chúng ta. Thứ ba là hàm lượng chất béo trong ly trà sữa. Trong một ly trà sữa thì nó có khoảng từ 10 đến 20 gram chất béo. Cái này thì nó còn phụ thuộc vào cái topping trong cái ly trà sữa của chúng ta nữa. Hay là chúng ta cho kem hay là những loại hạt trăng trâu hay những thứ khác nữa thì chất béo nó có thể tăng lên. Thường thì chất béo trong ly trà sữa đó là chất béo bão hòa. Thứ tư là hàm lượng protein trong ly trà sữa. Thì trong một ly trà sữa nó có khoảng từ 5 đến 10 gram protein thì nó chiếm khoảng 20% cái lượng protein cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thứ năm là hàm lượng caffeine trong ly trà sữa. Trong một ly trà sữa thì nó có khoảng từ 30 đến 50 mg tức là mỗi ngày cơ thể của chúng ta có thể sử dụng tối đa là 400 mg caffeine nên cái lượng caffeine trong trà sữa nó cũng không quá nhiều so với nhu cầu của chúng ta. Vậy thì từ những thành phần ở trên nó sẽ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta? Nếu như mỗi ngày mà chúng ta uống một ly trà sữa, đầu tiên là chúng ta bị thừa cân. Đó là một điều chắc chắn bởi vì việc mà chúng ta uống trà sữa cộng với việc là chúng ta ăn uống hàng ngày nữa nó sẽ làm cho chúng ta bị dư calo và chúng ta sẽ bị dư căng thứ hai là khi mà chúng ta uống trà sữa thì cái lượng đường trong trà sữa nó rất là cao gần như là một cốc trà sữa nó chiếm đủ cái lượng đường cần thiết hàng ngày của chúng ta rồi mà đường trong đường của trà sữa nó là một loại đường glucose nhanh tức là khi mà chúng ta uống vào thì ngay lập tức cái đường huyết trong máu của chúng ta nó sẽ tăng lên và khi đó nó sẽ tăng lên rất cao nó làm cho insulin cần thiết phải tiết ra nhiều để mà điều hòa cái lượng đường trong máu của chúng ta và lâu dần lâu dần thì có thể nó dẫn đến cái tình trạng là đề kháng insulin và đây là một trong những cái nguyên nhân cái tình trạng mà đưa đến cái bệnh lý đái tháo đường nó tăng cái nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường của chúng ta ngoài ra thì khi mà cái lượng đường trong máu nó tăng cao như vậy ấy, thì nó sẽ chuyển hóa toàn bộ thành cái dạng dự trữ thì tăng cái nguy cơ thừa cân béo phì thứ ba là đối với những người mà có bệnh lý cao huyết áp thì trong trà sữa nó có cái hàm lượng caffeine tuy là cái hàm lượng nó thấp nhưng mà nó cũng sẽ làm kích thích cái nhịp tim nó tăng lên và nó sẽ làm ảnh hưởng đến huyết áp của chúng ta tại cái thời điểm mà chúng ta uống trà sữa dược sĩ hiếu khuyên những người mà bị tăng huyết áp á, thì chúng ta nên ít uống ít thôi thứ tư là đối với những người có bệnh lý về tim mạch thì uống trà sữa nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch tại vì cái trong trà sữa nó có chất béo bão hòa nếu như chúng ta cung cấp nhiều lượng chất béo bão hòa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cholesterol trong máu của chúng ta thì đó là những ảnh hưởng của trà sữa đối với sức khỏe của chúng ta. Thì mặc dù cả nhà của dược sĩ Hiếu cũng rất thích uống trà sữa. Nếu mà chúng ta muốn uống trà sữa thì chúng ta cần làm gì? Dược sĩ Hiếu sẽ nói những cái không tốt không có nghĩa là chúng ta tuyệt đối không uống bởi vì cũng có nhiều người đang uống trà sữa. Vì vậy thì thỉnh thoảng chúng ta cũng uống thì nó cũng tốt, không ảnh hưởng gì cả. Vì vậy sau đây là những lưu ý khi mà chúng ta nên lựa chọn uống trà sữa thì chúng ta hạn chế đừng uống hàng ngày mỗi tuần chúng ta uống một lần thì nó cũng không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe của chúng ta nha nếu như uống nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thứ hai nữa là chúng ta nên chọn cái ly nhỏ thôi chúng ta đừng uống cái ly lớn quá thì cái hàm lượng calo nó trên 500 calo là thứ ba là chúng ta hạn chế cho những topping vào nhưng mà đặc biệt thì kem nó chứa nhiều chất béo bão hòa nhưng thường có topping thì nó ngon đúng không vậy thì chúng ta cho ít thôi thứ tư mà chúng ta uống trà sữa thì chúng ta phải cân đối cái chế độ ăn của ngày đó cái ngày mà chúng ta uống trà sữa thì chúng ta phải cân bằng cái cái lượng thức ăn chúng ta đưa vào để tránh nó dư thừa quá nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cân nặng của chúng ta trên đây là những chia sẻ của dược sĩ hiếu về trà sữa đối với sức khỏe của chúng ta thì ở đây chắc cũng có người uống trà sữa hoặc là con cái của chúng ta đang uống trà sữa thì chúng ta nên khuyên con có lẽ là chúng ta cũng không cấm hoàn toàn nhưng mà chúng ta cũng nên hạn chế để có một sức khỏe tốt. Dược sĩ Hiếu hy vọng rằng sau video này thì chúng ta có một cái nhìn khác hơn về trà sữa và biết cách sử dụng trà sữa hợp lý, an toàn để tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và nhấn vào nút đăng ký kênh của Dược sĩ Hiếu để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại chúc mừng bạn đã xem hết video cùng dược sĩ hiếu để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo